Thưa quý vị, thực trạng trộm cắp xe máy hiện nay đã và đang diễn ra vô cùng phức tạp trên cả nước. Chỉ vài giây lơ là, mất cảnh giác, người dân có thể mất ngay chiếc xe máy của mình. Để quý vị có cái nhìn rõ hơn về vấn nạn này, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi những video dưới đây. Em nằm em mơ, mà có vẻ là giấc mơ trưa này hơi chát phải không quý vị? Không biết gia chủ mơ được giấc nào chưa mà tỉnh dậy thì bốc hơi mất chiếc xe máy rồi. Theo đó, mạng xã hội chia sẻ clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông liều lĩnh trộm xe máy ở quán cà phê giữa ban ngày. Theo nội dung clip, phía ngoài có dựng một chiếc xe máy tay ga nhưng kẻ gian không lấy mà liều lĩnh đi qua ba người vào sâu bên trong quán rồi dắt chiếc xe máy khác. Chỉ trong tích tắc, thủ phạm vụ trộm đã dắt được chiếc xe máy ra ngoài rồi nhẹ nhàng dùng tay gạt chân trống, nổ máy rời đi. Đúng lúc này, người phụ nữ trong quán bất ngờ tỉnh dậy, phát hiện nên hô hoán. Hai người còn lại đã hỗ trợ truy đuổi kẻ trộm nhưng bất thành. Theo chủ nhân đoạn clip, vụ trộm xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 9 tại một quán cà phê võng trên đường DG6, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thời điểm xảy ra vụ trộm, hai vợ chồng chủ quán cùng một người khách nam là khách đang ngủ trên võng, xe máy bị mất là của chủ quán. Nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an địa phương. Có thể thấy trộm cắp giờ vô cùng táo tợn để đạt được mục đích của mình, bất chấp lèn vào nhà. Vì vậy, khi ngủ trưa, người dân cần đề phòng đóng cửa hoặc là sử dụng các thiết bị khóa chống trộm. Tiếp tục là một màn trộm xe máy đỉnh cao đến từ hai tên đạo trích. Chỉ vài thao tác bẻ khóa đơn giản, hai chiếc xe máy trong nhà trọ đã không cánh mà bay. Theo đó, vào ngày 8 tháng 8, mạng xã hội xôn xao clip hai nam thanh niên đột nhập khu trọ bẻ khóa lấy trộm xe máy của người dân. Vụ việc xảy ra tại khu trọ trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 6 tháng 8, hai nam thanh niên đến khu trọ nói trên, sau đó cậy cổng vào bên trong tiếp cận khu vực để xe máy. Sau hồi quan sát, họ bẻ khóa hai xe máy rồi tẩu thoát. Chia sẻ về vụ việc, anh M, 24 tuổi, quê ở Long An, là một trong hai nạn nhân cho hay, thời điểm đó anh đang ngủ. Nghe người dân khu trọ chi hô là có trộm, anh xuống kiểm tra thì phát hiện là xe của mình đã bị mất. Ngoài xe của anh M, một chiếc xe tay ga khác cũng bị nhóm trộm này lấy đi. Anh M nói, thật sự là rất manh động, dù khu trọ khóa cổng đầy đủ, nhưng nhóm trộm này đã bẻ khóa, ngang nhiên vào lấy xe máy, bất chấp camera an ninh. Công an xã Phước Kiển đã tiếp nhận trình báo, đang làm rõ nhóm gây án. Để xe máy ở trong nhà, thậm chí là chỗ để xe khu nhà trọ, nhưng vẫn rơi vào tầm ngắm của những đối tượng xấu. Xem xong clip này, quý vị đừng quên chạy ra xem chiếc xế yêu của mình đã được cất và khóa cẩn thận chưa nhé. Không may mắn như hai tên trộm xe máy trên, tên trộm kéo lê người phụ nữ trên đường này đã bị người dân vây bắt, giao nộp cho công an. Theo đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera hành trình ghi lại cho thấy vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 7, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang kéo lê một người phụ nữ rồi bỏ chạy trên đường. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông mặc áo kẻ đã lao ra chặn đầu, hạ gục nam thanh niên. Cùng lúc này, nhiều người dân đang đuổi theo phía sau, lao lên khống chế đối tượng trộm cắp. Được biết, vụ việc xảy ra tại khu chợ Thông Dụng, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người đàn ông tung cước hạ gục tên trộm trong video là tài xế xe tải. Người phụ nữ bị kéo lê, may mắn chỉ thương nhẹ sau vụ việc. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an thành phố Thuận An đã đến hiện trường đưa nghi can trộm cắp xe máy về trụ sở để điều tra xử lý. Không chỉ nơi vắng người, thậm chí là những nơi đông người, những tên trộm vẫn ngang nhiên hoạt động. Để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình mọi lúc mọi nơi. Kẻ gian hóa trang như dân công sở bước xuống từ ô tô của đồng bọn, lèn vào một công ty ở Bình Dương, trộm xe máy rồi tẩu thoát. Pha trộm xe máy bất ngờ đến bật ngửa khiến cư dân mạng ngao ngán, đúng là không biết đang nào mà lần. Công an phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ truy xét vụ trộm xe máy xảy ra tại một công ty trên đường An Mỹ, Phú Mỹ. Theo trình báo của anh Hát, chủ công ty, khoảng 15 giờ chiều ngày 24 tháng 2, vợ chồng anh đang làm việc bên trong thì phát hiện một thanh niên đội mũ bảo hiểm đi vào sân. Vài giây sau thì người này dắt chiếc xe máy nhãn hiệu Future F1-61B1-63955 ra khỏi cổng. Ngay lập tức, vợ chồng anh Hát lao ra ngăn cản, tuy nhiên tên trộm nhanh chân đã tăng ga tẩu thoát. Lúc truy đuổi tên trộm, vợ anh đang mang thai thì bị ngã, may mắn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi tên đạo trích chạy thoát, anh Hát không hề biết chiếc ô tô chạy phía sau tên trộm lại chính là đồng bọn của chúng.
Qua hình ảnh camera an ninh ghi lại, thời điểm vụ trộm xảy ra, xuất hiện chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng đi tới trước cửa công ty của anh Hát rồi dừng lại. Sau đó, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, đột nhập vào trong, trộm xe máy và tẩu thoát. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tên trộm xe máy bị bắt quả tang khi đang hành sự đã gây sốt mạng xã hội và khiến nhiều người dân mạng hả hê. Sự việc được camera giám sát ghi lại bên trong một căn nhà mặt tiền thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho thấy khoảnh khắc một thanh niên khi quan sát thấy không có ai ở trong nhà đã âm thầm tiếp cận và phá khóa chiếc xe máy để lấy cắp. Sau khi phá khóa thành công và đang dắt chiếc xe máy ra ngoài để chạy trốn, tên trộm bị chủ nhà phát hiện và đuổi theo. Người này đã nhanh chóng lao ra, kéo ngã tên trộm và liên tục hét: "Trộm, trộm." Những người đi đường và hàng xóm xung quanh sau đó đã nhanh chóng lao đến giúp chủ nhà tóm gọn tên trộm xe máy. Đồng phạm của tên trộm chờ sẵn ở bên ngoài khi thấy bạn của mình bị phát hiện và bắt giữ đã nhanh chóng phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đoạn clip về tình huống bắt trộm đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ thực sự hài lòng khi chứng kiến hậu quả mà tên trộm xe máy phải hứng chịu. Bạn có tài khoản là Hiếu TH đã bình luận như sau: "Thanh niên trẻ khỏe, sức dài vai rộng, không chịu làm ăn lao động chân chính để kiếm sống mà lại trộm cắp thế này thì phải chịu hình phạt thật nặng và thích đáng. Có như vậy thì mới tỉnh ngộ và sống có ích cho xã hội được." Tài khoản Facebook có tên là M Anh bình luận: "Gia đình tôi cũng từng là nạn nhân của những tên trộm xe máy. Chiếc xe máy của bố tôi là cả một thời gian dài tích cóp và dành dụm, cuối cùng lại bị những tên trộm lấy mất mà đến nay vẫn chưa tìm ra. Tôi hiểu cái cảm giác cả gia tài, một số tiền lớn bị mất đi trong chớp mắt. Do vậy tôi thấy vui khi tên trộm xe máy đã phải trả giá cho hành vi của mình." Một người dùng mạng xã hội khác bình luận: "Một cái kết xứng đáng cho những kẻ ham chơi, lười làm. Chiếc xe cũng là công sức lao động, tài sản tích cóp của người khác mà những kẻ này lại lấy đi của họ một cách dễ dàng như vậy hay sao? Tôi thực sự là hài lòng khi xem được đoạn clip này." Đoạn clip cũng cho thấy sự liều lĩnh của những tên trộm xe máy khi sẵn sàng thực hiện những vụ trộm xe dù xe đã được dắt sâu vào bên trong nhà thay vì chỉ những chiếc xe dựng ở bên ngoài lề đường. Sự việc được xem như một lời cảnh báo mọi người cần phải cảnh giác và để mắt đến những tài sản có giá trị lớn như là xe máy, điện thoại di động hay là laptop. Dù đã để ở trong nhà, những tên trộm manh động vẫn liều lĩnh đột nhập và lấy cắp nếu chủ nhà lơ là, mất cảnh giác. Khi phát hiện thấy hành vi bẻ khóa để lấy trộm chiếc xe máy, chàng trai đã lập tức can thiệp để ngăn chặn, bất chấp sự chống trả quyết liệt của đối tượng. Đúng là chàng trai dũng cảm, 10 điểm không có, nhưng phải không quý vị? Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh được camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc hai thanh niên chở nhau bằng xe máy. Sau đó một tên ngồi trên xe để cảnh giới, tên còn lại đã âm thầm tiếp cận một chiếc xe máy dựng bên ngoài cửa hàng để phá khóa nhằm lấy cắp. Tuy nhiên khi tên cướp đang thực hiện hành vi phá khóa thì bị một người đi đường phát hiện ra. Chàng trai này lập tức lao xe máy của mình vào tên trộm, sau đó vật lộn để bắt giữ tên này. Đồng phạm của tên trộm khi thấy hành vi của mình bị phát hiện đã lập tức rú ga rời khỏi hiện trường. Sau một hồi vật lộn, được sự giúp đỡ của người dân xung quanh, chàng trai đã bắt giữ được tên trộm và giao cho cơ quan chức năng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi bị bắt giữ, trong người tên trộm ngoài các dụng cụ để phá khóa xe máy còn có cả dao bấm. Điều này cho thấy là tên trộm sẵn sàng chống trả quyết liệt trong trường hợp bị truy đuổi. Đoạn clip về hành động dũng cảm và dứt khoát của chàng trai khi bắt giữ tên trộm xe máy đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với hành động nghĩa hiệp của chàng trai này. Một hành động rất dứt khoát và rất mạnh mẽ khi phát hiện ra vụ trộm, chàng trai ấy không quản ngại nguy hiểm để xông vào bắt giữ tên trộm. Thật là đáng khâm phục, một tài khoản Facebook bình luận: "Nhìn hành động của anh ấy, tôi đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên anh này bắt cướp. Chắc hẳn anh cũng đã từng không ít lần bắt giữ những tên cướp khác trước đây." Tài khoản Facebook có tên là Minh Tài nhận xét: "Đôi khi có nhiều người chứng kiến thấy những hành động trộm cướp xảy ra ngay trước mắt, nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để can thiệp vì sợ bị liên lụy. Nhiều khi chỉ cần hô hoán để nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, nhưng nhiều người cũng không dám vì sợ bị kẻ xấu trả thù." Nhìn hành động của anh ấy mới thấy chàng trai này dũng cảm và mạnh mẽ đến mức nào. Tài khoản Facebook có tên là Telly bình luận: "Trong khi đó, nhiều cư dân mạng nhận định rằng chàng trai trong đoạn clip phải là một thành viên của một đội săn bắt cướp hoặc thậm chí là cảnh sát thì mới có thể hành động một cách dứt khoát và mạnh mẽ đến như vậy."
Hiện chưa rõ danh tính của chàng trai dũng cảm trong đoạn clip này, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng chàng trai cần phải được vinh danh cho những hành động dũng cảm của mình. Đoạn clip cũng là một lời cảnh tỉnh, những tên trộm hoạt động ngày càng nhiều, do vậy người dân cần phải nâng cao cảnh giác và có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, tránh bị kẻ gian lấy cắp. Thưa quý vị, xem xong clip này, quý vị đừng quên chạy ra xem chiếc xế yêu của mình đã được cất và khóa cẩn thận chưa nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.